Hay đấy nhỉ. Hay kiếm được ở đâu cái này thích thế. Bệ dễ kinh nhỉ. Tám tiếp. Con này giờ 3 tiền. Con này giờ 3 tiền. Ba triệu hai. Chắc đấy. Hay đấy nhỉ. Không mà về lấy về vào chỗ ôm đá được. Tí nữa ra quay nốt cây phi lao của ông già, hình như bán mất rồi đúng không? Có cây to to mà để đằng kia. Không biết có còn không? Còn thì còn, có cái kẹn rồi nhưng chưa có bán chưa. Tí nữa ra hỏi. Ông này ông mẹ chỉ thích mẹ lá kim. Cái này đẹp mà. Tí nữa quay nhưng mà hôm trước ông xem ông thích cái cây kia. Cây mà hỏi này, nhưng mà bán mất rồi. Bán 25 triệu nhỉ? Bán ngay thằng trong làng. Có tiền chơi lấy nó giải năm nó giải mấy lần nó bán. Có tiền chơi dòng lá kim thì hay. Anh lấy thua thua lô lại gọi nó ra bán. Đấy, này hay. Tí nữa để quay lại cho kia nó cho ông xem còn đang bên nước ngoài. Đây này về thay chậu hay lét ngay. Cái nào này? Ờ, biết. Tí nữa quay. Nó thích, người thích ông ra. Ông bảo người nhà ra ông lấy luôn. Không thì lại thối, lại tìm cái khác. Từ lao thi thoảng có cây hay thôi. Chả lúc nào thiếu. Nếu mà em mà nếu mà chơi cây thì em thích chơi chắc bên phi lao. Má này em. Chơi toàn hàng hàng kiếm thì lao với các lá kim rồi bây giờ chơi theo mẹ quốc tế rồi còn chắc thông mới thông còn kia hay nhỉ còn chắc cái này cho lên đấy hay mỗi tuổi mẹ chắc này là ít người biết chơi rất hay làm cũng dễ thôi mà nó khỏe mẹ tỉa cái lên ngay. Lướt qua con này phát mới đến con phi lao chủ yếu. Hôm trước nó có cái mắt cáo quây ở đây khó nhìn. Rồi đấy. Đấy. Ông nhờ đi xem hộ đang ở nhà lại phải đi mò ra. Đấy, sướng. Thân của nó luôn đấy. Đấy, nhìn biết thân của nó luôn là vì chỗ này này. Đấy. Hôm trước ông anh ở Huế, ông ra chơi ông mua của ông già hàng chục cây. Gửi xe vào. Già lắm hàng của con sai. Đấy, này. Chắc. Quay lại này, chủ đề chính là cái cây phi lao cái. Phi lao. Phi lao này, em chơi to mà chưa. Bệ dễ. Con này cao tầm 2 mét. Dễ đây. 18 triệu nha. Lấy được thì ra lấy. Đấy là bệ bệ thân. Đây là bệ thân. Đây là
sau đến là giật một cái bông ra sườn này. Đeo lên dần. Cái này thì thân của nó tự nhiên rồi. Thân tiết tự nhiên thì làm tay tán này. Làm tay tán. Bông viết hay. Đấy, bạn mà thích thì ra bảo người nhà ra lấy nhé, không có về xem tiếp được. Nó hơi cao, nó hơi cao cho nên là khó nhìn. Tối thế nhỉ? Ban ngày là sáng sớm. Ngược sáng quá. Đây, ban ngày gửi xe chiều, xe 4 giờ nhá. 18 triệu nữa à. Đi ta xa chứ. View hết được. Cái cây mà thích thì ông bán 25 triệu rồi. Còn cây này, hiện tại đang còn cây này với lại phía ra chỗ ông già quay một cây nữa. Thích cây nào không? Đấy. Đi vào trong nhà xem còn cây nào hay không. À không, gọi chiến cây vàng Đài Loan nè. Hay nhỉ, mà chưa thấy cây vàng nào làm như này. Lão. Đấy, mẹ đi con phi lao cái mẹ, chỗ này quang hết cả chỗ này nhỉ. Cái lục vườn này kinh đấy. Lộc vườn, cụ lộc vườn này chủ đang hơi bận. Cái này đi một loạt cây rồi sao mà vắng thế. Người quế này, tí nữa hỏi cho người quế xem bao tiền. Rất hay. Đúng giống con ông trước ngoài kia. Đế đi, xem đế đi. Đấy, vào trong này thì nó không bị ngược sáng. Ông chủ ơi, cái ngực quế này bao nhiêu đây? Cái ngực quế này bao nhiêu? 18 bằng cây phi lao kia. Đấy. Mặt này mặt phải nó ăn phết. Thân mẹ vẫn xoắn không? Đấy, trên này uống bia say tay run quá. Con này hoành tráng quá bác nhỉ. Mình tỉa giúp hay là cây của mình anh? Điền rất hay. Đây đấy. Đang thu cây nó lại cho nó cồn lại. Cốt làm biển rất hay. Cặp đấy có vẻ hơi to đấy. Rất là hay. Bộ đề này rất hay.
con mùi quế này nhìn hay không? Bồ đề này hay thật. Mặt kia hay, mà lại được. Chỗ này cần làm chỗ này. Vách chỗ này. Ngọn này đây, bỏ ngọn này đi. Cốt này rất hay. Cái này nó hơi lời xoài và hơi cảm quan ban đầu hơi bị chưa được gọn cây. Chắc cần phải thu và nó cuộn lại. Ở đây, cho bác cứ nghiên cứu mình đi xem mấy cái khác. Nào em còn biển nữa này. Rằm giếp rất kinh, rằm của Nam Biển thì kinh, rất dày, rất to. Chắc. Đấy. Xong một cành rồi. Đấy, cái bông rất nhiều năm. Muốn đẹp thì phải chấp nhận thôi. Bác nhìn một tí nữa chúng ta sẽ quay lại để xem các bạn cái nó sẽ nhìn nào. Lục bừng địa kinh này còn chắc, nó còn chắc nữa này. Con này được có báo giá rồi đấy. Vâng, này rất đẹp đấy, chắc răng siêu rất hay. Sơn trà, sơn siêu. Khu vực về trong này bán cây rất chạy, khu trong này giải tán gần hết. Cây khủng, rồi vào đấy rất là quang, để trước vào đây không có một lối mà vào. Sùng. Đó, sùng. Cảnh cuối cùng rồi đây. Mặt này đẹp thật. Người chán nuôi trên lại cắt hết rồi đi thế này. Tài thật. Chỉ chơi thân thôi. Đầu nó đang to, nó đang cao rồi chặt đầu nó đi hết thế này. Lại đổi thế. Đục vát mấy cái cục này đi. Vẫn giữ nhưng mà đục vát đi. Kia nó bán cái phôi mẹ mày dáng làm. Năm điền á.
mấy thân? 3 tấn. Ba vai đấy. Điền vào ba vai thì kinh đấy. Làng ba vai mà luôn luôn nữa thì thôi. Cái cành này phải 5 năm mới ra được cái cành này. Ừ. Ngắn. Bây giờ phôi mà không trồng được khoảng tầm 20 năm lên không phải phôi. Anh ơi, anh nói như thế này, con Lam Điền mà cốt răng lạng của mẹ, đến cô khó tìm. Bây giờ nó có một cái là anh lấy ngọn nào? Em vẫn cứ để thế này. Giữ nguyên dáng, giữ nguyên form. Cắt cái này này, cắt cái này này. Cắt cái này đi. Cắt cái này đi. Thì hai thằng này nó đều đuổi răng này, thằng này sau này sẽ làm việc tẩy răng. Thằng này nó đuổi nhưng mà nó lại thế mà lên hình hướng ra đây 3D thì xong rồi. Alo. Thịt có mấy triệu lo gì. Alo. Nhưng cái đời để thì con cắt như thế. Nhưng để đây mai 4 người vào hỏi. Thịt ra lại thành gấp đôi. Thì lại có tiền rồi. Tiền có tiền rồi. Đơn giản nào. Nhìn nó um tùm cho ai để ý. Cái vừa mẹ alo nó gì đỏ lên. Chung là vẫn giữ nguyên dáng. Cắt đi những tay mà cảm giác nó sai. Nếu mà cái này mà nó chốt ở đây thì cái này không phải nghĩ, nhưng mà cái này chốt hôm nay thì đua theo cùng thằng này thôi. Ui nó mới làm được. Liều ăn nhiều. Người gì cái lỗi bác? Lỗi chơi nó khác. Để là để nó mãi mãi nó như thế thôi. Chơi nó thoáng, không nhiều, cần nhiều tay tán hồi xưa. Wow. Bắt đầu.